Xin chào anh em, mình là Long M9. Hôm nay chúng ta có mặt tại số 6 và số 8 Nguyễn Văn Cừ để cùng nhau xem những cái mẫu xe đang có sẵn tại đây nhé. Ngay cạnh Long M9 đây là chiếc Maybach S450, sản xuất 2019, đăng ký 2020, màu Ruby Black, nội thất màu kem. Hiện tại thì những chiếc Maybach này đã không còn sản xuất nữa, và một chiếc xe lướt như thế này mới lăn bánh 15.000 km, Long đang có mức giá rơi vào tầm khoảng hơn 6 tỷ thôi, rất hợp lý. Một chiếc xe cùng phân khúc, chiếc Series 7 740 bản Full Excellent, sản xuất 2020, lăn bánh 4.000 km. Chiếc này hiện tại thì Long đang có mức giá rơi vào tầm chưa đến 6 tỷ. Đấy, tiếp theo là những cái mẫu GLC. Chúng ta đang có một chiếc GLC 300 màu xanh Carbonside, nội thất màu kem. Chiếc này mang biển số Hà Nội, hiện tại thì mới lăn bánh hơn 20.000 km. Long đang bán có mức giá khoảng 2 tỷ 3 đổ về, rất hợp lý. Một chiếc full size, chúng ta có một chiếc GLS 450 màu đen nội thất kem luôn, sản xuất 2020. Đó, và chiếc này hiện tại thì Long đang bán mức giá rơi vào tầm khoảng hơn 5 tỷ một chút. Đó, lăn bánh 28.000 km, mang biển số Hà Nội. Chúng ta tiến vào bên trong này xem thêm một vài mẫu xe nữa nhé. Ở đây chúng ta có một chiếc GLC siêu lướt, sản xuất 2022 luôn, lăn bánh 7.000 km. Hiện tại thì chiếc này Long đang có mức giá rơi vào tầm khoảng 2 tỷ rưỡi anh em nhé, cho chiếc GLC 300 phiên bản V1, sản xuất 2012, màu trắng nội thất nâu, mang biển số thành phố. Đó, rất mới luôn. Tiếp theo cũng là GLC 300, chúng ta có một chiếc GLC 300 màu trắng nội thất màu kem, sản xuất 2021, với số km là 17.000 km. Chiếc này Long bán mức giá rơi vào tầm khoảng hơn 2 tỷ 3 một chút. Đó, rất vừa tầm tiền luôn. Cũng là GLC, chúng ta có một chiếc GLC 300 cũng màu trắng luôn, nhưng nội thất màu đen. Rất nhiều những cái mã màu để cho chúng ta lựa chọn, rất là linh hoạt và đa dạng luôn. Sản xuất 2020, tầm tiền loanh quanh khoảng 2 tỷ 1. Một chiếc xe full size Long mới về, GLS 450 4MATIC, sản xuất 2021. Chiếc này lăn bánh mới có 14.000 km thôi, rất mới. Đó, cũng nội thất màu kem. Đấy, hiện tại thì chiếc này Long đang có mức giá rơi vào tầm khoảng 5 tỷ 2 đổ về. Đó, mang biển số thành phố. Một chiếc GLC trong cái phân khúc tầm khoảng hơn 1 tỷ 8 một chút, chúng ta có GLC 200 4MATIC, sản xuất 2020. Đó, chiếc này màu đỏ, nội thất màu đen, mang biển số Hà Nội luôn. Lăn bánh 20.000 km, tầm tiền rơi vào tầm khoảng hơn 1 tỷ 8 một chút anh em nhé. Rất hợp lý thời điểm này luôn. GLC 200 bản tiêu chuẩn thì sao? Ở đây chúng ta có một chiếc đời 2021. Long có hai chiếc màu đen như thế này, đều đời 2021, và tầm tiền chỉ khoảng vào khoảng hơn 1 tỷ 7 một chút thôi. Rất hợp lý, một chiếc đi 3.000 cây và một chiếc đi 7.000. Đó, đó là những cái mẫu xe mà Long báo giá cho tất cả anh em. Anh em quan tâm đến chiếc xe nào thì hãy gọi điện cho Long qua số điện thoại Long ghi trên màn hình nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi.